cái bánh bao va của mình các bạn, nhưng mà không có nhiều va lắm. Very beautiful cutting. Cái đầu cắt rất là đẹp các bạn. Sau khi mình cắt được 3 ngày đây các bạn, mình sẽ trồng vào đất nha. Đây là bé bánh bao. Trồng lên Akadama. Mình để ở đây luôn các bạn, mình để ở đây khi nào ra rễ mình mới bỏ vô đất. Còn mấy bé này bây giờ mình sẽ chăm sóc mấy em ấy đây. Bỏ cái rễ mặt này đi. Bỏ phân NPK NPK các bạn. Bỏ phân để em có sức khỏe em đẻ thêm. Các bạn để đất khô và đẩy lên. Đẩy lên. Xong rồi các bạn, mấy cây này thì khoảng 5 ngày sau mình tưới nước nha. 5 ngày sau mình tưới ít thứ nước thôi. Còn mấy bé này tối nay mình sẽ tưới nước. Kết quả sau 5 tháng cắt đầu đi các bạn. Wow, bé này quá chừng con luôn. Nên cúc không, cúc cúc. Đây một cây, cũng có một số cây thì mình bán mất rồi. Cây này cũng lên một đống con. Nhưng mà mấy cây cúc này thấy nó cũng dễ mất vào quá các bạn. Đây mấy cây đầu của nó đây. Còn cây này là cây local lá. Cây này là xem phổ thông thôi các bạn. Ươm lá là lên một bầy con nữa. Ươm lá, cây mẹ này mình ươm lá lâu lắm rồi. Rồi đây một cái cúc va. Lên va quá chân luôn. Đây một cái cúc va nữa. Lên được con va bên trong. Đây lá cũng còn va. Có con có va, có con không các bạn. Còn đây là lá ươm nữa các bạn. Ươm lá cúc thì xui nhiều hơn là hên, cho nên cúc va nó vẫn còn mắc là như thế. Đây lên toàn là cây thường,
lá này được một lá va nhưng mà không tính được các bạn. Nó lên một lá va nhưng mà bên trong của nó đã không có va nữa. Cây này được một nửa va nữa không. Cúc là ươm toàn là lên full va, full va hoặc lên cây thường giống như thế này, thế là không làm gì được hết. Cây này không biết lớn lên có còn va hay không. Gần đây là bé bánh bao mình cắt đầu đây các bạn, nó va mất tiêu luôn rồi, mất va rồi, ha ha ha, buồn chưa. Đây một đứa con không có va. Trong này một bì nữa nhưng mà không biết có va hay không thôi. Lá bên này có va nè nhưng mà bên trong này thì mình không thấy gì hết, không biết nữa. Ui có va nhưng mà bây giờ lớn đó các bạn ơi, không biết được. Mấy đứa này va hên xui, va hên xui lắm. Còn đây là mấy cái lá bánh bao va mình ươm đây các bạn, đó không có lên va. Cái này va 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 không đứa nào lên va hết. Còn này lên thường thường. Ươm lá thì các bạn phải tưới thường xuyên ha, cứ thấy đất khô là tưới. Đây ở đây là nguyên cái tray này mình ươm lá hết, hồng mập va. Sen đá ma va của hàng ươm lên cũng là vàng khè hết luôn, là phun va, phun va là sẽ không có sống được. Hai bé này đẹp nè. Chưa. Các bạn thấy không, cúc nè lên full va, full variegated. Cái này không có va, toàn là vậy thôi. Ươm cúc rất là khó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video